đã nó đã là cái vần này ra nó viết nó hơi hơi bị rườm rà ha. Chữ ưa của mình á không có ưa đó, không ưa đó. Còn nhưng mà ưa tiếng Thái phải là ưa, mình phải đưa cái miệng cái hàm dưới ra ưa. Người quen của mình khi mà xem những cái video clip mình dạy á thì bắt đầu nói trời ơi mấy cái EP sau này mình làm chán quá. สวัสดีครับ chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Chayawatt Nguyễn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học 32 nguyên âm trong tiếng Thái mà nó sẽ chia ra làm hai nhóm, đó là nhóm nguyên âm ngắn và nhóm nguyên âm dài. Và cái việc mà chia ra nguyên âm ngắn nguyên âm dài thì nó cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng đến cái việc mà mình đọc mình phát âm về sau nữa. Thành ra là trong cái quá trình mà mình hướng dẫn các bạn về nguyên âm ngắn nguyên âm dài thì tất cả mọi người cũng chú ý, nhưng nói chung là nó cũng rất là dễ, đừng lo. Nguyên âm ngắn thì mình cứ đọc ngắn và cụp lại, nguyên âm dài thì mình cứ đọc dài ra bình thường, cho nên là cứ phân biệt là nguyên âm dài với nguyên âm ngắn là như vậy á. Nguyên âm tiếng Thái gọi là sara. Đây, cho mọi người xem. Nguyên âm nhìn vô đừng có hãi hùng. Trong tiếng Thái á, cái nguyên âm nó sẽ có thể là đứng ở trên đầu phụ âm, hoặc là bên phải phụ âm, hoặc là bên trái phụ âm, hoặc là ở dưới phụ âm. Đó, tùy vào cái vị trí, tùy vào cái phụ âm đó là phụ âm gì, cái nguyên âm đó là như thế nào thì nó sẽ đứng. Đó, cái dấu gạch này biểu thị cho cái vị trí đứng của phụ âm khi mà mình ghép lại. Đầu tiên mình sẽ học về nguyên âm A. A dài và A ngắn. A ngắn mình đọc là A, A, A. Nguyên âm A dài A, A, A. Mình sẽ chỉ cách viết. Cái A ngắn á, thì y như là cái dấu á của mình, cái móc á gì đó. Nhưng mà mình cũng đánh từ vòng tròn đánh ra như thế này, như thế thôi. Và cái vị trí phụ âm á, thì cái vị trí phụ âm sẽ đứng trước. Đây là nguyên âm ạ. À. Đây, cái dấu gạch thì biểu hiện cái vị trí của phụ âm sẽ đứng. Đây, A thì nó chỉ như thế này thôi. Một cái nét móc xuống. Mình sẽ học đến nguyên âm Y. Có nguyên âm Y ngắn và nguyên âm Y dài. Nguyên âm Y ngắn đọc là Y. Nguyên âm Y dài đọc là Y. 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 Đây là nguyên âm Y ngắn. Và đây là nguyên âm Y dài. Là Y nó sẽ nằm ở phía trên đầu của những cái phụ âm khi phải ghép vào. Cái Y ngắn thì như cái mặt trăng, hình cái mặt trăng này mà úp ngược xuống. Còn cái nguyên âm Y dài thì cũng như là cái mặt trăng úp ngược, nhưng mà sẽ có đá lên một nét. Đó, thấy không? Nó khác nhau một chút xíu này. Mình nhìn mình y như vẽ hai cái chân mày á. Hai cái chân mày của mình. Y ngắn, mặt trăng úp ngược, Y dài. Y. Y. Tiếp tục nguyên âm ư thì mình cũng sẽ có nguyên âm ư ngắn đọc là ư, ư, ư. Nguyên âm ư dài đọc là ư, ư, ư. Nó cũng sẽ giống giống cái nét viết của chữ y này đúng không? Y. Cái mặt trăng úp ngược xong mình có một cái vòng tròn nhỏ ở trên là ư. Còn cái mặt trăng úp ngược rồi có hai cái gạch, mới này một gạch thì là chữ y, bây giờ mình hai gạch thành chữ ư. Đây, mọi người sẽ viết từ đây nè. Đây, đó là móc tròn một cái là ừ. Đây. Đây, đá qua, đá lên, móc lên một cái nữa. Hai gạch xuống là ư. Và nguyên âm ư thì nó cũng sẽ đứng ở phía trên của phụ âm khi ghép với nó. Nguyên âm u thì mình cũng sẽ có u ngắn và u dài. Nguyên âm u ngắn đọc là u. 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 Nguyên âm u dài đọc là u, u, u. Nguyên âm u sẽ khi mà ghép với phụ âm thì nó sẽ đứng dưới phụ âm. Đây, u. Nó giống như chữ bo bay máy mà thu nhỏ để ở dưới, thấy không? Mọi người thấy không? Còn u thì nó có một nét thôi. Nó một nét tròn đa xuống vậy thôi. Chữ u nè. Đó, mình viết á, mình thấy y như chữ q, chữ q trong tiếng Việt của mình vậy. Nhưng mà mọi người viết nhỏ ở dưới, phía dưới. Đây là cái phụ âm đứng trên thì chữ U đứng ở dưới này. Rồi cả chữ U thì là như chữ bo bay máy đứng dưới này. Đó. Tiếng Việt mình còn có nguyên âm E với nguyên âm E. Thì tiếng Thái cũng như vậy. Nguyên âm E thì sẽ có nguyên âm E ngắn và nguyên âm E dài. E ngắn đọc là E, E, E. Nguyên âm E dài đọc là E, E, E. Nguyên âm E dài viết như thế này. Đây. Tròn đá lên.
cái vị trí này là phụ âm sẽ đứng trước, đứng cùng với nguyên âm E. Còn E ngắn nó sẽ cũng móc tròn đã lên, E dài rồi, thêm hai cái ngoắc mặt trăng này nữa nè, hai cái ngoắc y như dấu á này nè, bên phải đó, thì ra là E là nguyên âm E ngắn. Từ cái móc tròn mình đá lên, bên này cũng vậy, móc tròn đá lên nhưng mà ngoắc hai cái nữa thành E. E, E, nguyên âm E, nguyên âm E ngắn đọc là E, 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 nguyên âm E dài đọc là E, E, E. Đây, nguyên âm E, nguyên âm E thì có một cái nét là đúng không, một cái nét tròn đá lên. Nguyên âm E thì sẽ một cái nét tròn, hai cái nét tròn đa lên. E là như thế này. Và E ngắn thì cũng sẽ thêm hai cái dấu như dấu á cặp nè, cái bên này. E, E, E là có thêm hai cái móc thêm ở bên này là E. Nguyên âm O thì có O ngắn và nguyên âm O dài. Nguyên âm O ngắn đọc là O, O, O. Nguyên âm O dài đọc là O, O, O. Nguyên âm O thì mình viết như thế này. Đây, nguyên âm O dài thì đây, móc tròn, móc từ tròn nè, luôn luôn móc từ tròn đá lên rồi ngoắc qua. Nó như cây dù, thấy không? Mọi người thấy không? Nó như cây dù mình cầm vậy đó. Mọi người, cái đó là cái cách nhớ O, cái O, à O, móc tròn đá lên ngoắc qua. Rồi O ngắn thì sẽ thêm hai cái ngoắc bên này. Và O cũng sẽ nằm bên trái của cái phụ âm khi mà ghép vào. Đây, móc tròn đưa lên ngoắc quan dày là O, móc tròn đưa lên ngoắc quan dày và có hai cái dấu móc nữa là O. Nguyên âm O mình cũng có nguyên âm O ngắn và O dài. O ngắn đọc là O, O, O. Nguyên âm O dài đọc là O, O, O. O èn, O èn là nguyên âm O luôn đó. Nó đứng một mình nó thì là O luôn. Ghép chữ xuôi như tiếng Việt vậy đó. Thì thành ra là O èn nó sẽ đứng bên phải của cái phụ âm khi ghép vào. O ngắn là đây. Nó sẽ hơi rắc rối xíu nhưng mà mọi người ráng nhớ là ra. Mình nó sẽ O ngắn thì nó sẽ có là móc cái dấu này móc lên, xong rồi ngoắc xuống và hai cái dấu mặt trăng ngửa ngửa này đó. O, O, móc cái này lên rồi xong móc xuống rồi móc hai cái dấu này đó, thấy không, là O. Chữ Ơ thì cũng Ơ dài và Ơ ngắn, thì Ơ ngắn đọc là Ơ, Ơ, Ơ. Ơ dài đọc là Ơ, Ơ, Ơ. Tiếng Việt mình á, người ta kêu O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm rau, đúng không? Chữ Ơ thì thêm rau, mới nãy là chữ O mà thêm cái rau thành chữ Ơ. Mới nãy mình học chữ O èn. Đây, bây giờ mình thêm một cái râu phía trước là đây, O. Và thêm râu phía trước thì thành Ơ. Đây là chữ Ơ nha. Còn Ơ dài bình thường, còn Ơ ngắn là thêm hai cái bên này thành Ơ, Ơ. Nguyên âm đôi là nó sẽ có ba cái nguyên âm đôi chia thành cũng ngắn dài nha. Đầu tiên đó là âm ear, tại vì nó có chữ A cuối cho nên nó đẩy cái miệng ra. Ear, nguyên âm ear ngắn và nguyên âm ear dài. Ear dài thì cứ ear, ear, ear bình thường. Nguyên âm ear ngắn sẽ là ear, ear, ear. Đã nó đã là cái vần này nó viết nó hơi bị rườm rà ha. Ear thì nó sẽ có chữ y. Y thì mình lấy chữ y trên đầu nè, viết chữ y trên đầu đó. Do dắt là một cái chữ đứng sau, phiên âm như chữ dài mình viết sau đó. Phía trước thì mình móc nó lên lại là ear, ear, thì mình cứ thêm hai cái dấu móc này thì thành là ear, ear, ear. Nguyên âm ua thì sẽ có ua ngắn và ua dài. Ua dài là ua, ua, ua. Ua ngắn là ua, ua, ua. Cái gạch nó thể hiện phụ âm đứng nè. Phụ âm, cái vị trí phụ âm ghép vào đứng ở đó. Rồi chỉ qua quẹn phía sau và cái dấu ở trên móc lên. Rồi là ua. Ua ngắn thì sẽ thêm hai cái dấu móc này nữa thành ua, ua, ua. Hai cái dấu này là thành ua ngắn. Đây là ua dài, ua. Nguyên âm ưa thì cũng có ưa ngắn và ưa dài.
ưa dài là ưa, ưa, ưa. Ưa ngắn là ưa, ưa, ưa. Mới nãy mình học ia, ia là có chữ y trên đầu. Còn bây giờ ưa là sẽ có chữ ư trên đầu. Ư mà, ư a ưa mà, đúng không? Ư trên đầu, rồi chữ o e đứng sau, móc bích lại phía trước. Phụ âm nó sẽ đứng giữa. Rồi nếu mà ưa ngắn là ưa thì sẽ có hai cái dấu này ở phía sau nữa, là thể hiện nó ngắn. Rồi, chữ ư đứng trên trước à, ư trước. Ưa thì o e đứng sau và cái dấu kia móc lại. Ưa, ưa ngắn thì thêm hai cái dấu như dấu mặt trăng phía sau là ưa, 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 ưa. Chữ ưa, chữ ưa của mình á không có ưa đó, ưa không có ưa đó. Còn nhưng mà ưa tiếng Thái phải là ưa, ưa. Mình phải đưa cái miệng, cái hàm dưới ra ưa những cái nguyên âm tiếp theo. Đây nguyên âm âm là nè, con vậy là chữ a, a đúng không? Thêm cái dấu tròn ở trên đầu này thành âm, nguyên âm âm, đọc là âm, âm, âm. Cách viết là nguyên âm a dài á mọi người, a dài. Đây thêm vòng tròn ở phía trên thành âm, âm, âu, 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 âu thì nó sẽ viết là móc vòng tròn đá lên phía trước rồi phía sau âu, móc trước đá lên xong rồi cái chữ a sẽ là a, phiên âm là âu, a w, âu, âu. A, a thì trong tiếng Thái nó cũng có nguyên âm a như vậy, nhưng mà nó có hai cái chữ a, người ta gọi là a mấy mà lai và a mấy muốn. A mấy muốn là nè, vòng tròn mọi người đá lên rồi ngoắc tròn quay lại luôn là ai mấy muốn. Muốn, muốn là nó cuốn, nó cuốn thì là mọi người tròn đá lên và nó cuốn lại thì là ai mấy muốn. Còn ai mấy mà lai là cũng vòng tròn đá lên nhưng mà ngoắc một cái đá lên, vòng tròn đá lên ngoắc cái đá lên à. Ai mấy mà lai và ai mấy muốn nhưng mà đọc chung là ai thôi. Cái ai mấy mà lai và ai mấy muốn là cái tên của nó để phân biệt hai cái giữa hai cái nguyên âm với nhau. Và trong tiếng Thái á, cái chữ ai mấy muốn thì nó chỉ có hai mươi mấy cái chữ, hai mươi mấy cái từ là dùng ai mấy muốn đó, còn ngoài ra tất cả đều dùng ai mấy mà lai hết. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu những cái nguyên âm, bốn cái nguyên âm nữa nhưng mà dường như là bây giờ rất là ít dùng và không còn dùng, một số cái không còn dùng nữa. Đó là r, r, l, l. Cái cách viết như thế này. Mọi người nhớ chữ thỏ thủng không? Thỏ thủng, móc tròn, rồi đưa cái mỏ ra như con cày nè, xong kéo xuống như thỏ thủng nhưng mà kéo dài xuống luôn là thành rư. Còn rư á là cũng cái chữ đó, xong mình thêm một cái móc dài phía bên này là thành rư. Còn chữ lư, po sẩm phâu, mọi người nhớ po sẩm phâu không? Móc tròn ở ngoài, đá lên cái mỏ con gà, xong kéo xuống dài luôn thành chữ lư. Lư dài thì thêm cái a, cái móc dài này phía này thể hiện là dài thì lư. Đây, móc tròn đá cái mỏ gà kéo xuống dài luôn rư. Còn rư thì thêm cái này dài bằng 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 cái độ dài của bên này ha, rư rư. Rồi lư, lư thì ngược lại cái móc tròn bên ngoài. Sau cái hôm nay thì mọi người sẽ biết được là 32 nguyên âm trong tiếng Thái và cái vị trí đứng của nó khi mà ghép với phụ âm, khi có phụ âm ghép vào đó. Cho nên là mọi người sẽ cứ học thuộc cái nguyên âm là hôm sau mình có thể ghép chữ được rồi. Xong như vậy là ngày hôm nay á, thì là một cái EP học rất là nghiêm túc, chả có những cái gì mà nó vui vẻ hết. Một số người quen của mình khi mà xem những cái video clip mình dạy á, mình hướng dẫn mà học tiếng Thái á, thì bắt đầu nói trời ơi mấy cái EP sau này mình làm chán quá, chán của mọi người. Nói chung là mọi người sẽ góp ý đi để mình có cái cách mà mình làm cho nó vui nhộn, nó thoải mái hơn khi mà mọi người học tiếng Thái. Và mong là mọi người sẽ like những cái video clip này, share và nhấn cái nút chuông để thông báo. Ngoài ra là subscribe kênh của mình để khi nào có những cái video clip mới thì mình sẽ up lên và mọi người sẽ biết ngay và vào xem liền nha. Đó là cái nguồn động lực cho mình để làm tiếp những cái video tiếp theo liên quan đến tiếng Thái, liên quan đến ca hát, ăn uống tiếng Thái gì cũng kiểu kiểu như vậy ha. Còn bây giờ thì xin chào, sawasdee krab.